Phan Nhung, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của Trang Hồng Môn. Có rất là nhiều bạn khi mà đến Hàn Quốc hoặc đi lao động một khoảng thời gian dài, chúng ta đều cảm nhận được đó chính là có những điều mà chỉ có ở Việt Nam có thôi mà Hàn Quốc không có. Thì qua vlog ngày hôm nay á, mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái điều đó thông qua chính cái cảm nhận từ bản thân mình. Các bạn có còn nhớ cái cảm giác mới sáng sớm thức dậy, trời đất ơi, lết vài bước ra ngoài đầu hẻm, xách đít đi vài bước thôi là chúng ta thấy một đống hàng quán, nào là bánh mì nha, xôi nha, rồi hủ tiếu gõ hay là ăn phở, bún riêu, đủ thứ các món ăn luôn. Nói chung á thì cái lựa chọn ăn sáng ở Việt Nam mình rất là đa dạng, và đặc biệt á mình bận cách mấy đi chăng nữa nhưng mà chỉ cần mình lết đít ra chút xíu thôi là mình có thể mua được những cái phần ăn sáng rất là đơn giản và đặc biệt là rất là rẻ ở Việt Nam mình luôn. Nhưng có một điều ở Hàn Quốc, thường thì các cửa hàng, nhà hàng, quán ăn ở đây mở cửa vào lúc 10 giờ sáng. Cho nên cái việc mà các bạn muốn đi ăn sáng ở Hàn Quốc thật sự rất là khó. Nếu bạn không phải là một người hay nấu ăn vào buổi sáng đấy, thì cái sự lựa chọn nhất của các bạn đó chính là đi ra cửa hàng tiện lợi và mua cái này hoặc là cái này. Có nhiều bạn thậm chí là chỉ ăn qua loa thôi, hoặc là uống một cái hộp sữa thôi để đi đến trường luôn. Thường thì mấy đứa du học sinh Hàn Quốc tụi mình á hay đi làm thêm đến tận khuya lận, cho nên cái việc mà họ tận dụng cái thời gian buổi sáng để ngủ á thì thường họ thức dậy rất là trễ. Ăn sáng đầy đủ và tiện lợi như ở Việt Nam thì thực sự rất là khó. Nên khi mình qua Hàn Quốc mình cảm thấy thiếu Nên là khi mình qua Hàn Quốc mình cảm thấy thiếu một thứ rất là quan trọng, đó chính là buổi ăn sáng của Việt Nam mình. Đang quay mà con Shiko nó cứ đòi leo lên. Shiko, chào cô chú đi con. Chào cô chú đi. Yeah, yeah, yeah. Và tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn, đó chính là đồ ăn vặt. Có nhiều bạn khi mà ở Việt Nam ấy, các bạn ấy rất thích ăn những món ăn vặt của Hàn Quốc như là cơm trộn nè, kimbap nè, hoặc là tteokbokki. Tại vì sao? Khi mà ở Việt Nam á, mình cảm thấy cái món ăn của nước ngoài như vậy đấy, cảm thấy nó có gì đó rất là vui, hay ho, và nói chung là một cái cảm giác mới để các bạn có thể trải nghiệm. Nhưng mà khi mình qua Hàn Quốc rồi, mình ăn thử những cái món ăn lề đường như là tteokbokki hoặc là đủ các món uten, mực nướng vân vân, đủ thứ hết ấy, thì nói chung ở Hàn Quốc cái món ăn lề đường cũng chẳng có thua kém gì ở Việt Nam mình. Nhưng mình vẫn luôn luôn nhớ cái cảm giác đó là gì, như là những cái quán ăn ven đường, những cái quán ăn vỉa hè nằm ở trước cổng trường. Khi mà mình đi học xong á, mình lết ra tí xíu thôi là thấy quá trời quán ăn, nào là bánh tráng trộn nè, bánh tráng nướng, cá viên chiên, nước mía. Trời, các bạn biết không, mình đã từng dẫn một thằng bạn của mình ở Hàn Quốc về Việt Nam chơi và cho nó uống thử một ly nước mía. Mà các bạn không, nước mía Việt Nam là một cái gì đó rất là bình thường, có 10 ngàn một ly thôi, mà nó uống kiểu như là trời ơi sao mà ngon quá vậy, mà cái giá nó lại siêu siêu rẻ như vậy nữa các bạn. Cho nên là mình rất rất là trân trọng những cái món ăn vặt của Việt Nam mình. Và đặc biệt đi đâu đi chăng nữa nhưng mình thấy những cái món ăn vặt của Việt Nam mình rất rất là tuyệt vời luôn, và giá cả lại cực kỳ phải chăng nữa. Các bạn cũng biết rằng là ở Hàn Quốc á, trái cây, rau củ quả rất là đắt. Các bạn gái thích ăn xoài, loại xoài xanh xong rồi chấm với mắm tôm, hoặc là chấm với muối, hoặc là chấm với nước mắm đường nữa đó. Kiểu như bây giờ mình lâu quá mình không được ăn nên mình quên hết mấy cái món chấm đó rồi, mà cảm giác các bạn không chỉ cần nghĩ tới là thèm thôi. Ở Hàn Quốc thì các bạn muốn mua xoài nè, ổi nè, cóc vân vân để các bạn chấm với muối ăn thì thực sự cũng rất là khó đó, và đặc biệt mắc nữa chứ. Nhưng mà cái quan trọng nhất không phải là cái món ăn Việt Nam nó ngon hơn hay là món ăn vặt của Hàn Quốc nó ngon hơn, mà cái quan trọng đó chính là những cái kỷ niệm, cái tuổi thơ của tụi mình á, nó gắn liền với những cái món ăn vặt đó. Nên chúng ta phần nào cảm thấy cái món ăn vặt của Việt Nam nó ngon hơn rất là nhiều so với đồ ăn vặt ở Hàn Quốc. Thứ ba, điều mình muốn chia sẻ cho các bạn đó chính là ở Việt Nam chúng mình á thường hay đi vứt rác. Các bạn có thể tự do gom bất cứ các loại rác như thế nào á, các bạn thấy chỉ cần thấy nó là rác, các bạn bỏ vào cái bịch, xong bạn quăng ra trước cửa nhà. Hôm sau có người tới gom rác đem đi giục, tiện lợi quá chừng luôn phải không? Nhưng mà ở Hàn Quốc thì sao? Các bạn phải phân loại rác ra: rác thường, giấy, ni lông, nhựa, chai và rác thức ăn. Các bạn phải phân ra rất là cực như vậy đấy. Cho nên có lần một người bạn Việt Nam nói chuyện với mình đó, trời ơi Hàn Quốc có làm chi mà khó khăn bao cái vụ vứt rác này dữ gì trời. Như ở Việt Nam á, trời ơi quăng mẹ nó một bịch, xong đem ra ngoài giục cái xong, khỏe ơi là khỏe luôn. Các bạn công nhận điều đó không? Đương nhiên là mình phải công nhận là cái việc vứt rác ở Việt Nam nó tiện lợi quá, nó thoải mái quá, và nó không cần tốn một cái chút gì để mà các bạn phải bận tâm hết. Nhưng ở Hàn Quốc các bạn có biết rằng là người ta có rất ít những cái chương trình bảo vệ môi trường, người ta không có vận động những cái chương trình như là ít sử dụng rác nhựa, ít sử dụng những cái loại ống hút lại đi để mà bảo vệ môi trường.
tại vì sao họ không có làm nhiều như vậy. Đơn giản thôi, tại vì ngay trong cái việc phân loại rác của họ là họ đã bảo vệ môi trường rồi. Các bạn có thể thấy rằng là những cái loại rác nhựa, rác giấy, rác ni lông á, thì người ta có thể tái chế và người ta sẽ sử dụng lại cái số rác đó. Cho nên cái việc á mà họ phải bảo vệ môi trường đó là việc không cần thiết. Tuy nhiên, cái việc vứt rác ở Việt Nam lại có một cái điểm không tốt, đó chính là gì? Các bạn biết rằng là cái việc vứt rác thì các bạn cảm thấy là bất cứ cái gì các bạn thấy vứt được thì các bạn cứ vứt xong đem đi cho người ta dục thôi. Nhưng đôi khi mình vứt nhiều thứ như là mảnh vỡ, mảnh vụn, miếng chai, hoặc là những cái ly bể, hoặc là những cái là ống hút, ống kim tiêm, đôi khi chúng ta vứt đại vô trong cái bịch rác như vậy đấy. Vậy thì những cái anh chị làm công nhân môi trường, họ có thể chạm chúng hoặc là gây thương tích cho họ. Đó là một cái việc khá là nguy hiểm trong cái việc mà chúng ta không phân loại rác, chúng ta vứt như vậy đấy. Nên mình vẫn luôn hy vọng Việt Nam sẽ có một ngày nào đó chúng ta có thể học theo Hàn Quốc cái cách mà họ phân loại rác để có thể bảo vệ môi trường. Các bạn có thể là du học sinh, các bạn có thể là người lao động đi bất cứ các quốc gia nào trên thế giới đi chăng nữa, nhưng có một cái mà chỉ có ở Việt Nam mình có thôi, đó chính là cái bầu không khí của Việt Nam. Việt Nam tụi mình mặc dù có thể chưa phát triển lắm, mặc dù vẫn còn khá là nghèo, vẫn có rất nhiều vấn đề mà chúng ta cần phải giải quyết, nhưng ở đó vẫn có một cái gọi là gia đình của chúng ta, là quê hương của chúng ta, là nơi mà chúng ta sinh ra và lớn lên. Khi mà mình đi bất cứ các quốc gia nào trên thế giới, chúng ta vẫn luôn luôn cảm thấy thiếu thiếu một điều gì đó, đó chính là cái sự Việt Nam. Đặc biệt là vào những ngày nghỉ lễ như là ngày nghỉ Tết âm lịch. Ở Hàn Quốc thì cũng y chang như Việt Nam mình đó, nhưng mà Hàn Quốc nghỉ ngắn hơn thôi. Hàn Quốc nghỉ khoảng là 30 Tết, mùng 1, mùng 2. Nếu các bạn là du học sinh hoặc là người lao động mà các bạn phải ở lại Hàn Quốc trong cái thời gian Tết á, thì thực sự rất rất là buồn luôn các bạn ạ. Tại vì sao? Có thể là người Hàn Quốc á, người ta cũng có cái cách tổ chức Tết, nó cũng rất là vui, nhưng mà nó vui theo cái cách của họ, đó là những người Hàn Quốc. Và đơn giản chúng ta là gì? Chúng ta là những người Việt Nam, cho nên chúng ta cảm thấy á, nó khá là lạ lẫm với mình. Nó không có một cái chút gì đó gọi là không khí Tết của đúng chất Việt Nam mình. Các bạn vào những ngày này, các bạn đi ra ngoài đường, các bạn thấy vắng tanh luôn, trời nó buồn, hiu hắt buồn mà. Trời ơi, mông lung luôn các bạn. Chứ những cái cảnh như là mấy cái cây mai này, cây đào trước cửa nhà, ngồi canh bánh chưng, vân vân. Những cái phong tục truyền thống như vậy đó, những cái điều mà nhỏ nhoi, ấm áp, hạnh phúc như vậy á, mặc dù nó không có lớn lao lắm, nhưng mà đi đâu đi chăng nữa, chúng ta đều cảm thấy thiếu thiếu, đó chính là Việt Nam của tụi mình. Và đặc biệt cái câu rằng là đi đâu đi chăng nữa nhưng mà không có nơi nào bằng Việt Nam, cái điều đó phản ánh đúng nhất trong cái việc đó chính là ẩm thực của Việt Nam mình. Bún chả, phở, hủ tiếu, bánh cuốn, chả giò vân vân. Những cái món như vậy đó rất là nổi tiếng ở Hàn Quốc, và người ta đã làm ra rất nhiều nhà hàng ở Hàn Quốc. Nhưng ăn một chục, 100 cái quán ở Hàn Quốc, nhưng cái vị của nó không bao giờ bằng được Việt Nam mình. Mặc dù các bạn có thể nói rằng là ở Hàn Quốc thì đương nhiên cái gia vị, cái rau củ với lại cái nguyên liệu của người ta sẽ hoàn toàn khác với Việt Nam mình. Nhưng cho dù giống nguyên liệu đến 90% đi, và đặc biệt là có người Việt Nam làm đi chăng nữa, nhưng mà nó không bao giờ ngon được cái cảm giác khi mà chúng ta ăn ở Việt Nam mình đâu các bạn ạ. Cho nên đối với mình, đâu đâu đi chăng nữa, nhưng Việt Nam của tụi mình vẫn là nhất. Và vlog ngày hôm nay á, mình chỉ muốn chia sẻ cho các bạn những cái điều như vậy thôi. Và hy vọng các bạn có thể biết thêm được nhiều điều bổ ích thông qua cái vlog ngày hôm nay nha. Bye bye các bạn. See you.